xin chào anh chị em nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trường Stock. Đây là một kênh chứng khoán lập ra nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm giao dịch trên thị trường và cũng là nơi em sẽ chia sẻ các mã cổ phiếu tiềm năng, những cơ hội đầu tư và đi nhận định về thị trường mỗi ngày để anh chị có thể có được cái góc nhìn cũng như là kiếm được một cái mức sinh lợi tốt trên thị trường. Anh chị nếu như lần đầu tiên đến với kênh thì mình có thể bấm vào nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video đến từ em. Và anh chị thấy video hay, video bổ ích thì có thể để lại cho em một like để ủng hộ em nha. Và trong phiên thì nếu như mình muốn được nhận tư vấn, muốn được cập nhật về thị trường thì mình có thể tham gia vào đây. Đây là một cái room tư vấn hoàn toàn miễn phí, nên em sẽ cập nhật chi tiết về thị trường trong phiên, đồng thời là có đưa ra các cái nhận định mua bán. Về cách thức tham gia room thì chị có thể tham gia qua cái đường link em để dưới phần comment của mỗi video đó anh chị. Thì dưới cái phần comment thì em đều để lại cái đường link ở đây để chị mình tham gia vào nhận được cái sự tư vấn đến từ em. Hôm nay là một cái ngày cuối tuần là thời điểm để chúng ta nhìn nhận về cái tuần giao dịch vừa rồi, đồng thời là sẽ lên chiến lược cho tuần mới. Thứ nhất chúng ta sẽ đi nhận định về phiên thứ sáu vừa rồi anh chị. Ở phiên thứ sáu thì tâm lý nhà đầu tư bước vào phiên giao dịch cuối tuần đã được cởi bỏ dần và sau cái phiên khởi khởi sắc hôm thứ năm đó chị này, chị nói là hôm thứ năm thì thị trường đã có một nhịp phục hồi, thì thứ sáu thì tâm lý nhà tôi dần ổn định hơn, dòng tiền nóng đã nhanh chóng nhập cuộc ngay từ đầu phiên giúp thị trường tiếp tục duy trì cái đà tăng điểm với tâm điểm là cái sự trở lại của nhóm cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ. Đặc biệt là ở cái họ nhà FLC thì phiên thứ sáu vừa rồi đã được giải cứu đó chị. Đây, Uh, các cổ phiếu họ flc thì uh, phiên thứ sáu vừa rồi đã được giải cứu và có nhiều cổ phiếu tăng trần uh, lộ sắc tím sau cái dạng tắt thanh khoản trước đó thì khi mà nhóm này được giải tỏa ở uh, giải cứu thì nó cũng giải tỏa phần nào tâm lý ở cái các nhóm đầu cơ khác Tuy nhiên thì mặc dù thị trường hôm thứ sáu có cái cái tín hiệu phục hồi tốt, nhưng mà khi chạm về đường trung bình 50 ngày, khi đường màu xanh da trời là đường trung bình 50 ngày, đó anh chị là đường EMA 50 thì chỉ số đã có nhịp uh, điều chỉnh nhẹ khi mà chạm về cái ngưỡng này. Uh, uh, bởi vì hiện tại thì với cái dòng tiền uh, chưa lan tỏa mạnh, đồng thời là cái giai đoạn cuối năm cũng là một cái giai đoạn nhạy cảm, thì chưa đủ sức giúp cho chỉ số có thể liên tục những cái phiên phục hồi mạnh và vượt ra được cái đường kháng cự uh, đường kháng cự trung hạn. À, vào à, cuối phiên sáng thì cái thời điểm mà sau khi chỉ số chạm về cái ngưỡng 1478 và điều chỉnh trở lại à, Thì đầu phiên chiều mặc dù là chỉ số đã có những cái chuyển biến xấu và quay đầu giảm đỏ Nhưng với cái sự nỗ lực à, và cái sự trợ giúp của nhóm cổ phiếu ngân hàng Đã giúp cho thị trường quay trở lại khá là tốt, quay trở lại cái nhịp tăng Đồng thời sau đó thì cũng có rung lắc nhưng mà với cái sự đồng lùng, đồng lòng từ à, nhóm cổ phiếu dầu khí Đã giúp cho thị trường vẫn giữ được sát xanh cho đến cuối phiên anh chị thì nói về hai nhóm này thì nhóm ngân hàng và nhóm dầu khí trong những cái phiên giảm vừa rồi của thị trường thì hai nhóm này đóng vai trò là cái 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 nhóm mà làm nguội cái đà rơi nóng của chỉ số ở tuần trước và phiên thứ hai vừa rồi. Ủa, tuy nhiên thì khi thị trường bình ổn trở lại thì cả hai nhóm này đều có cái nhịp điều chỉnh trong hai phiên liên tiếp gần đây. Thì mình lấy ví dụ ra một cổ phiếu ví dụ như là BVD này anh chị. Thì những cái phiên trước đó khi mà thị trường khi mà thị trường có những nhịp điều chỉnh thì những cái nhóm những cái cổ phiếu họ dầu khí ví dụ như là BVD đã tăng lên và nâng đỡ cho thị trường. Nhưng mà hai cái phiên thị trường phục hồi thì nhóm này là có nhịp điều chỉnh. Nhưng hôm nay thì cùng với nhóm ngân hàng thì nhóm dầu khí đã trở lại cái đà phục hồi. Ờ, nhiều cổ phiếu trong nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đều mặc dù là trước đó có nhịp tăng rất là tốt nhưng mà cũng phải quay trở về kiểm định lại những cái kiến ngưỡng giá trước đó đã vượt ví dụ như là BIDV sau khi sau khi vượt cái vùng đỉnh thành công nè chị sau khi vượt cái vùng đỉnh thành công và vượt cái mốc kháng cự quanh 42 này mình kéo về cái định cũ trước đó của cổ phiếu là quanh 42 đến 43 thì cổ phiếu là có những nhịp quay trở lại test nè đây, đây có những nhịp quay trở lại test là cái vùng đỉnh quanh 42 đến 43 hoặc là và các cổ phiếu khác như là Vietcombank cũng vậy chị nè. Sau những nhịp tăng thì nó có những nhịp test trở về lại quanh 83 đến 84. Là điểm một cái điểm tích cực là những cái cổ phiếu họ à, dầu khí và ngân hàng thì sau khi vượt đỉnh quay trở lại test đỉnh thì đều đã test thành công và lấy lại được cái nhịp tăng trong cái phiên thứ sáu vừa rồi. Quay trở lại với thị trường thì với cái sự nỗ lực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí thì chỉ số đã đóng cửa tăng 7,59 điểm là khoảng 0,52% lên 1.472,89 điểm. Bên cạnh đó thì HNX cũng duy trì được cái ra sắc xanh khá là tốt khi mà tăng 1,52%. Còn Upcom thì quanh tham chiếu không có sự biến động nhiều trong phiên ngày hôm nay. Thì ở nhóm phi 30 thì cũng tiếp tục tích cực thì nhìn vào điểm số v 30 thì có thể thấy thời dạng này nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn không còn là rào cản của thị trường mà thay vào đó thì đều đồng lòng giúp cho thị trường có những nhịp phục hồi tốt. Còn về thanh khoản thị trường đang chỉ thanh khoản thị trường thì ở phiên thứ sáu vừa rồi thì đã có cái nhịp nhỉnh hơn so với cái phiên phục hồi thứ năm trước đó Tổng giá trị khớp lệnh thì đạt 25.419 tỷ đồng, tăng 5,4%. Trong đó thì giá trị khớp lệnh riêng trên sàn hồ xe thì tăng 2,1% và đạt 21.695 tỷ đồng. Về khuôn ngoại thì khuôn ngoại phim vừa rồi bán rồng nha anh chị. Đài khối ngoại phiên hôm thứ sáu vừa rồi thì bán rồng hơn 1.000 tỷ Thì liên quan đến giao dịch của khối ngoại thì nhóm này bán áp lực chủ yếu đến từ cổ phiếu KBC Khi mà bán gần 234 tỷ đồng Tiếp theo sau đó là các cổ phiếu như là Hà Phát, DG Đức và Vít thì cũng bị khối ngoại bán trong cái phiên ở hôm thứ sáu vừa rồi còn về các nhóm ngành thì như lúc nãy đã đề cập cho anh chị em mình từ đầu video và nói rất là nhiều thì uh, nhóm cổ phiếu ngân hàng là đầu tàu dẫn dắt cho thị trường với sắc xanh phủ kín nên chị em nhìn vào các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng thì đều thấy cái sắc xanh và đặc biệt là trong phim thì có thời điểm cổ phiếu MBB còn chạm về cái sắc tím luôn và cũng giữ được cái biên độ tăng cao nhất ngành là khoảng 5,3% uh, một số cổ phiếu lớn như là Vietcombank cũng cho đà tăng rất là tốt khi mà Vietcombank Uh, khi mà Vietcombank thì uh, tăng khoảng 2,41%. Các mã khác trong ngành cũng thợ, cũng thuộc top tăng tốt của rổ VN30 như là STB, Techcombank, ACB, BIDV, Công Thương, HDBank, Tiên Phong Bank vân vân. Ngoài ra thì ở nhóm V30 thì các cổ phiếu mã các cái mã cổ phiếu lớn khác cũng giao dịch khởi sắc như là BLX, Masan, Vinhome, Vit và BVH. Còn một nhóm thì đó chính là nhóm chứng khoán thì trái với những cái phiên trước đó đã có cái tín hiệu phục hồi trở lại thì nhóm chứng khoán phiên thứ sáu vừa rồi tiếp tục bị chốt lời và quay đầu điều chỉnh như các cổ phiếu lớn như là SSI, HCM, VND thì đều điều chỉnh trên 2.5% thì lát nữa mình sẽ đi nói kỹ hơn về nhóm chứng khoán nha anh chị. Còn ở nhóm cổ phiếu bất động sản đây ở nhóm cổ phiếu bất động sản thì vẫn là điểm nhấn của thị trường. Cặp đôi lớn là VIT và Vinhomes thì tăng nhẹ và nhiều mã nóng uh, nhiều mã cổ phiếu nóng vừa và nhỏ dàn trước đó điều chỉnh mạnh như là DIG, CI, FLC, SCR, HDC, Long Điền vân vân thì phiên hôm phiên thứ sáu vừa rồi đã lấy lại được cái sắc tím. Thì nhìn chung nhóm này thì nó có cái sự phân hóa giữa các cổ phiếu uh, có nội tại và các cổ phiếu theo sóng đầu cơ thì em vẫn ưu tiên là tập trung vào các cổ phiếu có nội tại tại vì sóng bất động sản giai uh, đoạn À, mình vẫn đánh giá là cổ phiếu bất động sản còn sống nhưng chỉ những doanh nghiệp nào mà có câu chuyện có có quỹ đất, có bán được dự án thì nó mới được hưởng lợi à, trong giai đoạn sắp tới nha thì lát nữa mình cũng phân tích kỹ hơn về nhóm này quay trở lại với thị trường thì quay trở lại với thị trường ở thời điểm hiện tại thì về kỹ thuật hiện tại chỉ số đã vượt lại à, đã vượt trở lại cái đường tăng đường trên tăng dài hạn anh chị là sau cái nhịp điều chỉnh và rơi khỏi đường hỗ trợ đường trên line đại diện cho xu hướng tăng dài hạn của cổ phiếu thì là cổ phiếu đã có những nhịp test về hỗ trợ mạnh và sau đó bật tăng và hiện tại thì chỉ số đang trở lại được cái trên tăng cái trên tăng trong dài hạn thì mặc dù chưa vượt lên được đường trung bình năm đường trung bình trung hạn là đường em mai năm mươi chị mặc dù dạng này chưa vượt được đường em mai năm mươi nhưng cái việc mà chỉ số đóng cửa giữ được trên đường trên line dài hạn cũng là tín hiệu tốt cho thị trường chung thì về thanh khoản thì mặc dù dạng này thanh khoản thấp nhưng mà trong những cái phiên cuối năm thanh khoản thị trường có dấu hiệu giảm dần thì do đến từ việc các nhà đầu tư họ tiến hành chốt lãi và rút tiền ra trước Tết thì đó là một cái 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 xu hướng chung thường thấy trước Tết ở mỗi năm, mỗi năm đều như vậy. Đồng thời là dòng tiền mới cũng rất là e dè khi xuống tay tại vì thời điểm cuối năm thì ở chúng ta cũng là một cái thời điểm nhạy cảm và nhà đầu tư thì vẫn muốn giữ tiền hơn. Nhưng mà giai đoạn này thì các doanh nghiệp cũng đang dần dần ra báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 cũng như là cái kế hoạch cho năm 2022 thì đây sẽ là cái thời điểm có những thông tin tích cực cho nhà đầu tư về kế hoạch mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và đó sẽ là cái lý do cũng như là cái 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 điểm nhấn để nhà đầu tư có thể tiến hành lựa chọn cổ phiếu để giải ngân ở thời điểm hiện tại. Về hỗ trợ của chỉ số sẽ là quanh cái ngưỡng 1430 sẽ vẫn đóng vai trò là vùng hỗ trợ mạnh nhất ở thời điểm hiện tại cho chỉ số là cái vùng quanh cái vùng đỉnh cũ này là thời điểm hiện tại thì cái vùng này sẽ vẫn đóng vai trò là cái vùng hỗ trợ mạnh nhất và tiếp theo sẽ là vùng hỗ trợ ngắn hạn sẽ là quanh cái ngưỡng 1450 thì như em có phân tích trong các video trước đó thì trong cái chặng cái chặng đường mà chỉ số chinh phục lại trở lại xu hướng tăng thì những cái mức quan trọng mà nó cần vượt ra vượt qua thứ nhất sẽ là cái ngưỡng 1450 thì cái phiên hôm thứ năm vừa rồi chỉ số đã vượt thành công cái mốc này thì đó là một cái bước rất là quan trọng trong cái chặng đường chinh phục thì sau khi vượt được cái mốc này thì cái mốc này hiện tại sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của chỉ số nha anh chị thì kháng cự sau khi vượt được thì nó sẽ trở thành hỗ trợ cho cổ phiếu hay là chỉ số chung thì hiện tại hỗ trợ ngắn hạn sẽ đa quanh cái ngưỡng 1450 và kháng cự của cổ chỉ số sẽ đa quanh cái vùng MI50 là ngưỡng 1480 thì đó là những cái mốc mà chỉ số cần tiếp tục chinh phục để có thể hướng đến những cái vùng à, xa hơn Thì trước mắt thì chỉ số sẽ cần vượt được cái vùng 1480 trong giai đoạn hiện tại thì nhìn chung tính đến thời điểm hiện tại thì đây vẫn thị trường thì hai hai cái nhịp hồi vừa rồi thì những cái nhịp hồi vừa rồi thì vẫn chỉ là những cái nhịp hồi kỹ thuật đối với thị trường chung thì dòng tiền như em có nó rồi dàn này thì vẫn chưa thực sự lan tỏa quá mạnh chị như phiên hôm thứ sáu vừa rồi thì vẫn đang tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí và vẫn chưa có tín hiệu lan tỏa mạnh nhưng mà đây cũng là cái tín hiệu phù hợp ở thời điểm cận tết tại vì xu hướng chung của mọi người thì vẫn chưa muốn xuống tiền đồng thời là muốn ở chốt nát rút rút tiền ra trước tết cho nên giai đoạn này thì dòng tiền nó chưa lan tỏa cũng là một tín hiệu hoàn toàn bình thường việc mua mới ở chiến lược thì việc mua mới lúc này không phải là không thể nhưng mà chúng ta cũng không có được vội vàng anh chị chúng ta sẽ vẫn ưu tiên những cái nhịp chị những cái nhịp chỉnh để tham gia thì nó sẽ phù hợp hơn uh, so với việc mà mua đuổi trong những nhịp tăng và những anh chị này dùng margin thì mình cũng chú ý giúp em nha thì nếu như mà mình uh, cái tỷ lệ margin đang cao cũng như là mình không có muốn uh, chịu lãi Tại vì ở thời điểm Tết ngày lễ thì lãi margin vẫn bị tính nha anh chị Cho nên nếu như margin chị mình đang cao và nó cũng hơi rủi ro thì mình có thể hạ bớt một phần cho an toàn Tại vì mình những ngày lễ mặc dù nghỉ nhưng mà vẫn tính lãi Cho nên nếu như anh chị nào mình mà sợ lãi nhiều hoặc không muốn ôn qua Tết thì mình cũng chú ý những cái nhịp hương phấn Sẽ là cái thời điểm để mình có thể cơ cấu lại danh mục của anh chị mình và giai đoạn này thì trong những cái phiên cuối tuần vừa rồi thì mình cũng chứng kiến là chứng khoán thế giới có nhịp điều chỉnh thì nhiều nhà đầu tư cũng hỏi em là liệu rằng nó ảnh hưởng đến xu hướng chung của thị trường Việt Nam hay không thì mình cũng nói sơ qua thì về thế giới chị mình cần chú ý là cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm vừa vượt cái vùng đỉnh cũ trước đó Nên chị cái lợi lãi suất lợi suất uh, uh, trái giá phiếu chính phủ 10 năm trước đó là vừa vượt cái vùng đỉnh cũ là quanh cái ngưỡng uh, 1.000 một xin lỗi là 1,7% và chạm cái mức cao là 1,9% ở cái phiên trước đó nhưng mà sau đó là điều chỉnh trở lại thì điều này đã làm tăng cái mối lo ngại về việc tăng lãi suất sớm hơn trong kỳ họp sắp tới của Fed thì ảnh hưởng trực tiếp vào nhóm công nghệ vì nhóm này chủ yếu là kỳ vọng dòng tiền tương lai khi mà lãi suất tăng thì giá cổ phiếu chiết khấu về hiện tại cũng sẽ bị sụt giảm thì đó là lý do vì sao mà những cái phiên gần đây thì uh, Dow Jones liên tục giảm và nó nó thì đó là cái, cái hậu quả tác động từ việc mà trái phiếu chính phủ 10 năm uh, đã có cái nhịp tăng về lãi suất thì nhìn chung những cái, cái, cái những cái nhịp điều chỉnh này của chứng khoán thế giới thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng chung của việt nam hiện tại trong bối cảnh thì chúng ta cũng vừa trải qua một cái nhịp điều chỉnh khá là mạnh rồi chị thì hầu như các cổ phiếu đều chiết khấu về cái vùng giá hấp dẫn cũng như là thị trường đã dần dần ổn định trở lại và tâm lý nhà tư cũng đã vững hơn nhiều với diễn biến từ chứng khoán thế giới cho nên chúng ta cũng không có nên quá lo ngại lắm nha anh chị thì đó là những cái phân tích của em về thị trường chung cũng như là cái, cái xu hướng hiện tại chúng ta cần đưa ra những cái quyết định gì tiếp theo thì em sẽ đi phân tích qua những cái nhóm ngành quan trọng để chị nào mình muốn mua mới thì mình có thể tìm được cái cơ hội đầu tư đồng thời là những chị nào mình muốn cơ cấu gia mục thì mình cũng đánh giá được là nhóm ngành này, ngành này đang khỏe, đang tốt và có điểm mua tốt để mình có thể cơ cấu, xem xét, chắc lọc lại, xem trong cái danh mục của mình thì những cái cổ phiếu nào đang yếu, những cái cổ phiếu nào đang mạnh để mình có thể cơ cấu cho mà nó phù hợp Thứ nhất thì em sẽ nói về nhóm cổ phiếu ngân hàng nha. Thì một cái nhóm mà được nhà tư rất là quan tâm ở thời điểm hiện tại. Thì đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng thì em luôn luôn khuyến nghị là chúng ta tuyệt đối không mua đuổi trong những nhịp tăng anh chị. Tại vì những cái nhịp tăng thì việc mình mua mới nó rất là rủi ro. Khi mà T3 hàng về thì mình uh, uh, sẽ dễ gặp những điều chỉnh. Tại vì nhóm cổ phiếu ngân hàng thì nó cũng thuộc nhóm cổ phiếu điều tiết thị trường và nó cũng rất là khó để tăng nóng trong dạng này khi mà thị trường uh, ở đang ở một cái thời điểm cũng coi như là khá là ảm đạm và dòng tiền nó cũng yếu. Cho nên việc mình mua đuổi thì nó sẽ khá là rủi ro. Đối với cổ phiếu STB nhịp này thì chị em thấy là trước đó cổ phiếu đã có tín hiệu vượt đỉnh, vượt cái vùng đỉnh quanh mức giá 34 thành công nhưng sau đó đã có những nhịp điều chỉnh trở lại thì đây chính là những cái cơ hội mà em phân tích trong những video trước đó và mình nói để chị em mình có thể tham gia mua lại. Tại vì sao thì mình chú ý đối với cổ phiếu STB trong ngành ngân hàng. Anh chị em mình để giúp em nha, nhưng người ngành ngân hàng dạng này nó sẽ có cái sự khác biệt giữa những cổ phiếu đã thu hút được dòng tiền lớn và những cái cổ phiếu chưa thu hút được dòng tiền. Đối với cổ phiếu STB thì dạng trước đó đã có tín hiệu dòng tiền lớn nên dòng tiền lớn, dòng tiền lớn thì đó là lý do vì sao dạng này cổ phiếu có thể đi lên nó thanh thoát hơn so với các cổ phiếu khác Đối với cổ phiếu STB nhịp này thì ở giá hiện tại thì em cũng không có khuyến nghị mua mới nữa nha. Thì trong video hôm thứ tư vừa rồi thì mình cũng có chia sẻ là chờ cổ phiếu có nhịp chỉnh về 1.32 thì mình mua. Thì cái phiên thứ năm là cái phiên hôm trước đó cổ phiếu đã có nhịp chỉnh về đây trước khi có tín hiệu rút trên. Thì những chị nào theo dõi video thì mình cũng mua được giá tốt. Còn dạng này mình mua mới thì anh chị mình lưu ý giúp em nha. Thì vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu sẽ là 32 đến 33 thì mình sẽ vẫn ưu tiên chờ nhịp chỉnh cổ phiếu về đáy thì mình mới mua. Còn mua nếu như cổ phiếu tiếp diễn đã tăng thì mình em cũng không có khuyến nghị mua đuổi nha tại vì nó rủi ro à, hiện tại thì dòng tiền lớn đã vào rồi thì nên những cái nhịp điều chỉnh sẽ là cái cơ hội để mình có thể mua được đối với cổ phiếu STB MBBank cũng là một trong các cổ phiếu ngân hàng em nói rất là kỹ cho chị mình trước đó tại vì nó đã có tín hiệu dòng tiền lớn vào nè đây nó đã có tín hiệu dòng tiền lớn vào cũng như cái việc mà cổ phiếu vượt tăng vượt trên nè tăng vượt trên và những cái nhịp thị trường điều chỉnh thì cổ phiếu vẫn không có dấu hiệu tết là trên gãy trên thì đó là một tín hiệu cho thấy cổ phiếu khá là mạnh thì trong phiên thứ sáu vừa rồi thì cổ phiếu đã chứng thực điều đó khi mà dòng tiền vào rất là mạnh trong phiên thứ sáu vừa rồi và thậm chí là có những thời điểm cổ phiếu tăng trần luôn anh chị. Thì với nhịp này thì về cái việc mua mới thì cũng không có khuyến nghị mua mới đối với cổ phiếu MB Bank nữa nha. Tại vì thứ nhất là cổ phiếu đã trải qua một cái phiên tăng rất là mạnh rồi và hiện tại thì đang chạm về quanh cái vùng đỉnh cũ là quanh vùng giá 33.x nè. Thì việc mua mới thời điểm hiện tại thì cái tỷ suất sinh lợi ở cái biên từ cái vùng giá hiện tại cho tới cái vùng đỉnh cũ nó không có quá nhiều là khoảng đâu đó là tầm phần trăm thôi thì việc mình mua mới giá này thì cái biên nó không cao nhưng mà rủi ro tiêu cộng nó lại khá là cao cho nên chị mình cũng cân nhắc giúp em thì mình sẽ chờ nếu như muốn mua mới á, thì mình sẽ chờ những cái phiên sắp tới nếu như cổ phiếu chạm về vùng đỉnh này thì vẫn có xác suất cổ phiếu xảy ra cái nhiệt điều chỉnh tại vì cái vùng đỉnh này á là một cái vùng đỉnh tương đối mạnh cái kháng cường mạnh của cổ phiếu chị nói là cổ phiếu đã có những nhiệm muốn vượt nhưng mà chưa vượt thành công thì nhiệm này mặc dù là dòng tiền lớn nhưng mà mình cũng không có nên chủ quan để mua đuổi cổ phiếu thì nếu như cổ phiếu chạm về đây và nó có nhiệt chỉnh thì hỗ trợ gần nhất của cổ phiếu sẽ là quanh cái vùng nền cũ trước đó nè chị quanh cái vùng nền cũ trước đó là quanh vùng giá uh, quanh 30 đó chị, 2930 thì mình vẫn ưu tiên chờ, chờ nhịp chỉnh thì nếu như cổ phiếu có chỉnh về đây thì mình mua thì mình lưu ý chứ còn những chị là mình đầu tư ngắn hạn á, mình đang có hàng sẵn thì cái vùng cản mạnh của cổ phiếu sẽ là quanh 33, thì nếu như mình muốn chốt lại thì mình có thể cân nhắc ở vùng này mình chia ra chốt bớt một phần cho an toàn Bit thì nhịp này cũng tăng rất là mạnh rồi thì điểm này thì em cũng không có khuyến nghị mua mới nữa. Thì những anh chị nào mình đang có hàng á thì đang có hàng thì mình sẽ rời, rời chặn lãi về 45 nha. Thì nhịp này mình rời chặn lãi về 45. Đối với những anh chị nào đang có hàng, còn muốn mua mới thì mình sẽ theo dõi nếu như cổ phiếu có nhiều nhịp điều chỉnh về quanh 44, 45 mà bật rút chân lên được thì đó sẽ là cái cơ hội mình mua mới nó phù hợp hơn đối với cổ phiếu Bit. Thì nó có cái nền trước đó này thì mình có thể chú ý được. OCB thì OCB thì so với các cổ phiếu vừa rồi em đề cập thì dòng tiền nó chưa mạnh chị. Nó giai đoạn sau này thì dòng tiền nó chưa quay trở lại. Thì trước đó thì anh chị thấy là khi mà cổ phiếu có dòng tiền lớn vào rồi thì nó tăng rất là dễ nè, nó tăng rất là dễ. Nhưng mà giai đoạn sau này thì dòng tiền nó chưa quay trở lại đối với cổ phiếu OCB, trên nó chưa đủ động lực giúp cho cổ phiếu vượt được những cái vùng kháng cự mạnh. Thì trong ngắn hạn thì nó sẽ có cái kháng cự quanh đây anh chị, nó sẽ có cái kháng cự là cái đường trên giảm hình thành từ à, cuối tháng 11 đến giờ và nó trùng với đường năm 50 cho nên cái vùng kháng cự này nó sẽ tương đối mạnh là ở vùng giá quanh mức à, giá 27 thì vùng này nó sẽ tương đối mạnh thì những nhà đang có hàng mình muốn gia tăng thì mình sẽ chờ giúp em nha sẽ có hai điểm hoặc là chờ cổ phiếu vượt thành công cái mức 27.5 hoặc là chờ cái nhịp cổ phiếu chỉnh về quanh 25.5 đến 26 thì ở hai cái vùng này mình mua mới hoặc là gia tăng nó sẽ phù hợp hơn thì trường hợp cổ phiếu điều chỉnh thì mình sẽ chờ ở vùng giá quanh 25.5 đến 26 còn trường hợp cổ phiếu tăng tiếp thì mình sẽ chờ cái nhịp mà cổ phiếu vượt lên 27.5 và sau đó có những nhịp tích lũy hoặc là test trở lại thì mình mua nó sẽ phù hợp hơn còn giá hiện tại thì nó đang lưng chừng dưới cái trendline cho nên mình cũng không có vội mua mới hoặc là gia tăng đối với cổ phiếu OCB Tiếp theo thì MSB thì MSB nhịp này khá là khỏe và mình có thể chú ý trở lại được nè anh chị. Thì trong ngắn hạn thì nó sẽ có cái cản, nó sẽ có cái cản quanh vùng giá 27.x này Cho nên giá này thì mình cũng không có mua mới, mình sẽ theo dõi. Thì nếu như cổ phiếu sau khi chạm cản mà nó chưa vượt được nó có nhịp chỉnh thì mình sẽ chờ. Quanh đường MA50 thì vùng này là vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu cũng như là phiên thứ sáu vừa rồi. Cổ phiếu đang nhịp miếng khá là tốt đó. Nhưng mà vôn chưa đủ thì khả năng có nhịp chỉnh là cao cho nên mình chờ nếu như có nhịp chỉnh về quanh 26 thì quanh giá 26 thì mình có thể mua thăm phần 30% được đối với cổ phiếu MSB nha và gia tăng khi nào cổ phiếu vừa thành công khi mốc 27%. Techcombank thì nhịp này phiên thứ sáu vừa rồi cũng đang có cái sự cải thiện về dòng tiền hơn so với giai đoạn trước đó nhưng mà anh chị mình cũng để ý là nó có cái vùng cản mạnh quanh vùng giá 51 này 50.5 50 trên 50. 51 là quanh đường em 50 quanh đường em 200 và quanh cái vùng đỉnh trước đó thì hiện tại đối với cổ phiếu mà Techcombank thì em vẫn khuyến nghị nếu như anh chị nào muốn mua mới thì mình chờ nhịp chỉnh thôi cái vùng giá hỗ trợ quan trọng của cổ phiếu là vùng giá quanh 47 đến 48 thì đó là cái vùng giá em chia sẻ và nhắc đi nhắc lại rất là nhiều cho anh chị em mình tại vì cái vùng này là vùng hỗ trợ mạnh thế chị nào mình muốn mua tích trữ tài sản á. Thì vùng giá này là một cái vùng giá chiết khấu phù hợp. Còn tuyệt đối không mua đuổi cho những nhịp tăng tại vì dạng này thì dòng tiền chưa đủ mạnh để giúp cổ phiếu vượt thì mình mua T cộng 3 về rất là dễ lỗ và cũng lưu ý giúp em thì cổ phiếu hiện tại vẫn đang nằm dưới đường MA 200 là mức giá 50. Cho nên so về xu hướng thì nó sẽ yếu hơn những cái cổ phiếu lúc nãy em vừa đề cập. Thì những cái cổ phiếu vượt trên đường MA 50 rồi á là đường xu hướng trung hạn thì nó sẽ khỏe hơn và nó sẽ dễ bật hơn còn đối với cổ phiếu Techcombank thì nó vẫn đang nằm dưới đường EMA 200 là đường xu hướng dài hạn cho nên nó sẽ có cái cái diễn biến nó chậm hơn cũng như là nó chưa thể vượt mạnh được nên thích hợp với những chị là mình mua đầu tư nắm dài hơn so với cái việc lướt sóng thì đối với cổ phiếu này thì mình vẫn ưu tiên cho nhịp test vào quanh 47 đến 48 nếu như mình muốn mua một cổ phiếu để tích trữ HD băng thì này cũng chú ý giúp em thì nó có cái cảng mạnh quanh 30 này quanh 30 thì những anh chị nào mình đầu tư ngắn á, thì nếu như cổ phiếu chạm quanh 30 thì mình có thể hạ bớt một phần trang toàn thì đó là đối với những anh chị mình đầu tư ngắn hạn nha à, tại vì cái cản này là cái cản mạnh trong trong giai đoạn này thì nếu như mình đầu tư lướt á, thì mình chú ý giúp em còn nếu như đầu tư chung và dài hạn thì tạm thời vẫn nắm được và theo dõi kỹ giúp em cái mức hỗ trợ quan trọng của cổ phiếu sẽ là quanh 28 à, quanh 28 là cái mức quan trọng và nếu như gãy 28 thì nó sẽ dễ về quanh 26 5 cho 27. Cho nên nhà này thì tạm thời cũng chưa vội mua mới tại vì cổ phiếu nó đang kẹp dưới cái vùng kháng cự mạnh quanh 30 thì giá này mua mới cũng không có quá đẹp đâu. À, thì mình sẽ chờ trường hợp cổ phiếu test lại quanh 28 và bật được hoặc là chờ cổ phiếu vượt lên thẳng 30 và xây nền lại thì mình mua nó sẽ phù hợp hơn đối với cổ phiếu HD Bank. ACB thì à, phiên thứ sáu mặc dù cũng đang có tín hiệu là cải thiện về thanh khoản nhưng mà vẫn chưa đủ mạnh để giúp cho cổ phiếu vượt được thì à, à, như em lúc nãy em có nói là cổ phiếu dòng ngân hàng nhà này nó sẽ chia ra cổ phiếu à, à, v cổ phiếu có thân, có dòng tiền lớn và cổ phiếu chưa thu hút được dòng tiền lớn thì đối với cổ phiếu SCB thì dạng này chưa thu hút được dòng tiền lớn cho nên anh chị nào muốn mua thì mình cũng cân nhắc giúp em là mình sẽ thích hợp cho đầu tư nắm giữ hơn là với cái việc mua ngắn hạn thì nhịp này đối với cổ phiếu SCB thì nếu như mình muốn mua để nắm giữ thì mình sẽ theo dõi nhịp test về trend line này, test về cái trend giảm hoặc là à, hỗ trợ one ma 200 vùng hỗ trợ này khá là mạnh là quanh vùng giá 32.5 thì nếu như cổ phiếu có nhịp chỉnh về đây và rút chân lên thì mình mua nó sẽ phù hợp hơn so với cái việc mua đuổi giá thì mình có thể nhặt thăm dò 30% vị thế Lời cũng vậy, lời thì nó cũng khá là yếu, nó dưới đường em 200 cho nên nhịp này cũng chưa chưa chú ý mua trở lại nha Tạm thời theo dõi thôi, em chưa khuyến nghị mua trở lại đối với cổ phiếu lời bay à, Còn về ngân hàng nhà nước thì giai đoạn này ưu tiên cổ phiếu uh, lúc nãy biết thì nói rồi còn công thương thì ưu tiên chờ nhịp chỉnh nha thì giá này không mua đuổi tại vì nó có cái cản ngắn hạn sẽ là quanh vùng giá 36 37 nè cái vùng đáy trước đó thì vùng này nó đang gần cản thì mình mua nó cũng hơi rủi ro chị em thấy là đã có hai nhịp chạm về đỉnh này bị chỉnh cho thấy là cái áp lực bán ở vùng này vẫn rất là mạnh ở các nhà tư còn kẹp hàng cho đến bây giờ thì mua mình sẽ ưu tiên nhịp chỉnh cái vùng hỗ trợ gần của cổ phiếu sẽ là quanh 34 cho đến 34.5 thì nếu như có nhịp chỉnh về đây thì mình mua nó sẽ phù hợp hơn đối với cổ phiếu công thương còn việc công băng thì việc cơm dịp này tăng mạnh rồi thì thì nhiên mà phân tích trong các video cũ thì nếu như an toàn chị mình đánh ngắn á, thì nó sẽ có vùng cản quanh 90 thì mình có thể chốt một phần cho an toàn. Còn giá này thì không khuyến nghị mua mới nữa, không khuyến nghị mua mới nữa nó rất là rủi ro. Thì chị đã nắm hàng cổ phiếu Vietcombank thì chú ý thôi. Còn nếu như mình muốn nắm giữ á, thì mình sẽ rời chặn lãi về 88 giúp em nha Dịp này, à, xin lỗi là rời chặn lãi về 86 giúp em nha Thì nếu như mình muốn nắm giữ thì mình cứ đặt chặn lãi cho an toàn thì đó là một số cổ phiếu ngân hàng tiếp theo thì sẽ đến nhóm cổ phiếu bất động sản cũng là cái nhóm nhà tư quan tâm thì như lúc nãy đầu video em có đề cập rồi đối với nhóm bất động sản thì mình cần phân phân biệt để giúp em cổ phiếu đầu cơ và một số cổ phiếu có nội tài tốt thì dàn này thì mình sẽ ưu tiên những cổ phiếu có nội tài tốt hơn tại vì uh, bản chất thì giá là sự chiết khấu của dòng tiền trong tương lai thì nếu như trong tương lai mà doanh nghiệp có uh, có quỹ đất này doanh nghiệp có thể bán được cái, cái bất động sản của mình có dự án tiếp tục phát triển trong tương lai thì nó mới mang lại dòng tiền và giúp cho cái mức định giá nó hấp dẫn hiện nhịp này thì thứ nhất mình sẽ nói về cổ phiếu nam long Đài Nam Long thì uh, sau cái hai cái phiên phục hồi trước đó thì cổ phiếu đang có nhịp điều chỉnh trở lại. Thì cái vùng này nó sẽ thích hợp uh, cho chị nào muốn mua thì mình sẽ chờ cái nhịp điều chỉnh nha. Thì hiện tại trong ngắn hạn nó sẽ có cái cản quanh 58 đến 60 và hỗ trợ mạnh của cổ phiếu sẽ là quanh 48 đến 49 nè. Vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu sẽ quanh đây thì nếu như mình muốn mua uh, thì mình sẽ chờ nếu như cổ phiếu có nhịp chỉnh về quanh 49 chấm ít nè thì mình có nhạc th thể nhặt thăm dò. Tại vì trong ngắn hạn thì nó có cái cản quanh này em 10 là đường màu nâu này anh chị là quanh mức giá 55 hình uh, anh thấy là cổ phiếu chạm về đây thì nó vẫn chưa vượt được thì mình sẽ chờ nếu như có điều chỉnh qua 49 thì nó sẽ là cái vùng giá mua phù hợp tại vì dạng này thì em có nói từ đầu video cái chiến lược của mình là nếu như muốn mua thì mình vẫn chờ những nhịp điều chỉnh thôi tại vì dạng này giai đoạn cuối năm mình mua mới nó rất là rủi ro trừ khi cổ phiếu có dưới giá chiết khấu tốt thì mình mới mua thăm dò thôi KDH thì trong cái nhịp chỉnh vừa rồi là một trong các cổ phiếu bất động sản giữ nhịp tốt nhưng mà trong cái phiên thứ sáu vừa rồi khi mà nhóm bất động sản đầu cơ phục hồi ấy, thì cổ phiếu này cũng chịu áp lực điều chỉnh nhưng mà nhịp này thì em đánh giá nhịp điều chỉnh sẽ là cái cơ hội để mình gom hàng thôi nha anh chị chưa có tín hiệu gì xấu thì vùng hỗ trợ quan trọng của cổ phiếu sẽ là quanh vùng giá 49 này vùng giá quanh 49 50 sẽ là vùng hỗ trợ tốt Hiện giờ nào muốn mua mới thì mình sẽ chờ nhịp chỉnh về đây nếu như rút trên thì mình có thể mua tham gia được đối với cổ phiếu KDH SCR thì uh, tím hai phiên rồi chị sau nhịp chỉnh trước đó và em cũng có note trong cái video hôm thứ tư là cái vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu là qua 17.5 trên đến 18 thì anh chị nào mình muốn mua để lướt hạ giá vốn thì em cũng có khuyến nghị ở vùng giá 17.5 đến 18 nè và trong cái room khách hàng của em cũng vậy đây đối với cổ phiếu SCR thì em cũng cho em cũng cho anh chị em trong room khách hàng của em đây mua giá sàn uh, mua giá sàn phim 14 tháng 1 để cơ cấu nè anh chị Đây mua trước một phần viên 10 ở à, viên 10 à, 17 tháng 1 đây và tiếp tục liên tục cho giữa hàng tại vì mặc dù trước đó là mua hơi sớm là vì mình đánh giá vùng này là vùng hỗ trợ mạnh nhưng mà cổ phiếu thì chỉ ở lô chung của nhóm bất động sản thì đã bị điều chỉnh và sau đó tiếp tục một lần nữa thì nhặt lại quanh 17.5 cho đến 18 thì cổ phiếu đang có nhịp bật phù hợp thì nhịp này thì em cũng đánh giá là anh chị nào mình mình đang có hàng sẵn nha Lưới là mình đang có hàng sẵn thì mình mới nhặt trong những cái nhịp chỉnh này còn ở giá hiện tại thì cũng không có gia mua gia tăng hay là mua mới nữa tại vì sao tại vì nó đang chạm về cái vùng kháng cự tương đối mạnh là quanh vùng giá 21, nàng chị. thì nếu như cổ phiếu có thể vượt thành công 21 thì trong những cái nhịp sau thì nếu như cổ phiếu điều chỉnh hay là đi ngang thì mình mua nó sẽ phù hợp hơn. còn cái việc mà mình mua đuổi trong những cái phiên tăng trần thì nó sẽ rất là rủi ro. tại vì hầu như ở cái mức giá thấp này là nhà đầu tư họ tạm thời họ ngừng bán, họ không bán nữa. tại vì giá này thấp. À, những nhà đầu tư nắm hàng họ đã xác định nắm thì họ nắm luôn nhưng mà khi mà cổ phiếu lên trở lại những cái vùng cao nè tăng trở lại những cái vùng hỗ kháng cường mạnh trước đó thì vẫn có sẽ có các lực chốt lại từ các nhà đầu tư nắm hàng là những cái nhà đầu tư bắt đáy trước đó thì đó là lý do vì sao những cái phim mà cổ phiếu tăng trần rồi thì em cũng không có khuyến nghị mua đuổi nữa mặc dù là phim sau đó cổ phiếu cũng có thể còn tăng nhưng mà mình sẽ không kịp t 3 đây, mình sẽ không kịp T3 à, vì nó rất là rủi ro trong những nhịp điều chỉnh thì mình sẽ chờ nếu như nhịp sau, nhịp sau mà cổ phiếu phục hồi ổn và xây nền trở lại thì mình mua nó sẽ phù hợp hơn. Thì đối với cổ phiếu SCR thì nếu như những phiên sắp tới mà cổ phiếu phục hồi trở lại trên 21 và có những nhịp xây nền lại thì khi đó cung cầu nó cân đối thì mình mua nó sẽ phù hợp hơn. Còn nếu như cổ phiếu tăng lưu thì mình nắm giữ hàng đang có thôi, không có mua mới. Nam Từ Liêm thì hờ, sau khi chạm về quanh mức giá 36 và đường MA10 thì cũng bị điều chỉnh thì mình sẽ chú ý giúp em vùng hỗ trợ quan trọng của cổ phiếu là quanh 34 nha. Thì nếu như chỉnh về đây bật được đó, thì mình mua còn chỉnh gãy luôn thì mình chưa vội tham gia trở lại đối với cổ phiếu Nam Từ Liêm. Thì đó là một số cổ phiếu bất động sản. Tiếp theo là đến bất động sản khu công nghiệp. SZC chỉ chú ý giúp em nha thì chú đó em cũng có à, nó cho trẻ mình là cái vùng cản trong ngắn hàng của cổ phiếu sẽ là quanh 74 cho đến 75 thì nhớ chị nào mà, mà cái nhịp trước đó chưa kịp chốt thì nhịp sau này thì những cái nhịp phục hồi này thì mình có thể canh chốt tại vì cổ phiếu đã có hai phiên tăng liên tục tăng rất là mạnh và chạm về vùng cũ thì nó gặp áp lực chốt lại là hoàn toàn bình thường thì nhớ trẻ nào mà mình, mình đánh ngắn á, thì mình có thể chốt cũng như là mình mà mua mà giá vốn tốt thì chạm về đây mình có thể chốt một phần và khi cổ phiếu điều chỉnh thì mình nếu như nó chỉnh về lại quanh quanh vùng giá dưới 70 thì mình có thể khô là hàng. còn hiện tại thì nếu như anh chị nào chưa dốc kịp á thì giá này thì tạm thời vẫn giữ nha, tạm thời vẫn giữ được. Và cái mốc chặn lãi nhịp này cho cổ phiếu sẽ là rời về 67.5 nha Mình sẽ rời chặn lãi về 67.5 Nếu như mình đang còn hàng thì mình nắm tiếp Còn về việc mua mới thì mình sẽ theo dõi cho nhịp chỉnh thôi Giá này không có khuyến nghị mua mới nữa Thì chị mình chú ý giúp em nếu như cổ phiếu có những, những cái phiên bật lại về quanh 74 đến 75 Thì mình có thể chú ý cân nhắc chốt một phần cho an toàn Tại vì so với cái mức giá khuyến nghị thì hiện tại ASC đang có cái lợi cái mức uh, lợi nhuận khá là tốt cho anh chị em mình À nói về JSC thì anh chị mình cũng chú ý là báo cáo tài chính quý 4 đã ra và cổ phiếu đã có cái có cái quý làm ăn rất là tốt. Nhưng mà khi báo cáo tài chính ra thì thông thường là những cái nhịp kéo này thì mình cũng không có mua đuổi nữa là vì nó rất là rủi ro. Thì thông tin đã phản một phần vào giá rồi. Thì chú ý là anh chị là có hàng mình canh chia ra chốt thôi. Thì nhịp này không có khuyến nghị mua mới đối với JSC nữa. KBC thì KBC đã sau khi điều chỉnh mạnh về gãy trên thì cổ phiếu đã có phục hồi nỗ lực trở lại trên rồi thì những nhịp này cổ phiếu ở dàn co và test lại trên là cái điều hoàn toàn bình thường tại vì sau những cái nhịp rơi mạnh như thế này thì cái áp lực cung phía trên còn rất là lớn thì những cái nhịp phục hồi lên nó sẽ bị áp lực bán xuống trở lại nhưng mà chỉ cần cổ phiếu vẫn giữ trên là tín hiệu tốt như hiện tại mặc dù phiên thứ sáu cổ phiếu bị điều chỉnh nhưng mà anh chị em thấy là cổ phiếu vẫn giữ cái trend hình thành từ trước rất là tốt nè vẫn đang giữ cái trend hình thành rất là tốt thì tạm thời những anh chị em nào có hàng á thì mình vẫn nắm giữ được theo dõi với KBC còn mua mới thì mình sẽ theo dõi thêm vài phiên nữa thì nếu như cổ phiếu vẫn giữ giá trên 54 tốt quá thì mình có thể nhận một phần được Ita cũng vậy, Ita thì cũng đang dần coi trở lại qua New ma 50 thì hai cổ phiếu này nó đi khá là giống nhau. Thì mình nếu như mình muốn mua mới hay là muốn mua gia tăng cho cổ phiếu Ita á, thì mình cũng sẽ theo dõi thêm vài phiên nữa ở vùng giá qua 14, qua 15 cho ít này thì mình sẽ theo dõi thêm vài phiên nữa. Thì nếu như giữ giá đi ngang và vô nó thấp dần á, thì mình có thể cân nhắc mua mua sau một cổ phiếu khác dòng bất động sản của công nghiệp anh chị em mình cũng có thể chú ý giúp em đó chính là cổ phiếu long hậu thì long hậu thì mình sẽ chú ý giúp em thì những cái phiên tới nếu như cổ phiếu giữ giá quanh vùng giá 50 trăm ít tốt thì mình có thể cân nhắc mua được đối với cổ phiếu long hậu nha thì đó là những cái cổ phiếu bất động sản của công nghiệp anh chị em mình cần chú ý ở nhịp này À thì hồi nãy dòng bất động sản thì em cũng nói thêm một số cổ phiếu BKM là dòng Bình Dương đó anh chị. Thì đối với TDC thì nhịp này em cũng chưa khuyến nghị cho mình mua vội nha. Chưa khuyến nghị mua vội thì chủ yếu là nào mình còn hàng thì mình tạm nắm thôi. Còn dòng BKM nhịp này thì tạm thời hơi yếu. Nhóm này nó đánh nó cũng khá là rác anh chị. Cho nên nhịp này mình cũng cứ theo dõi thôi, chưa tham gia vội trở lại. À, tại vì hiện tại cổ phiếu nè, cái vùng hỗ trợ mạnh nhất của cổ phiếu là quanh em 200 là vùng giá quanh 22 á thì nếu như chị nào mua kịp vùng này thì tốt thôi còn giá hiện tại nó khá là lưng chừng thì nó là khá lưng chừng giữa vùng cản quanh vùng giá 25 quanh vùng giá 26 27 nó có cản khá dày đặc phía trên cho nên chưa mua vội trở lại EJC cùng với EJC thì nhịp vừa rồi gãy khá là nặng và hiện tại cổ phiếu đang dần cao qua đường MA200 thì đối với những cổ phiếu gãy MA200 thì so ra trong ngắn hạn nó khá là yếu cho nên nhịp này đối với EJC thì nếu như chị em nào còn hàng thì mình tạm nắm được và theo dõi nhịp hồi cái cản tiếp theo của cổ phiếu Zalo 31 còn mua mới thì nhịp này chưa khuyến nghị mua mới đối với cổ phiếu EJC Uh, một số cổ phiếu đầu ngành như là Vinhom này Vinhom thì rồi phải gãy khá là sâu thì nó cũng mang tính điều tiết thì nhiệm này chị nào còn hàng thì mình sẽ theo dõi uh, cái cản tiếp theo của cổ phiếu sẽ là cái vùng hỗ trợ mạnh trước đó quanh vùng giá 81 đến 82 thì những chị nào mình đánh ngắn thì mình chú ý cái cản này còn nhiệm này thì cũng chưa mua mới trở lại đối với cổ phiếu Vinhom Novaland cũng vậy, Novaland thì nhịp này đang dần cao qua nửa mai 200 thì cái vùng này nó là một cái vùng giá khá là nhạy cảm. Tại vì trường hợp nếu như cổ phiếu gãy cái nền cái vùng MA 200 nó cũng trùng với cái nền trước đó, trường hợp mà cổ phiếu không giữ được nền này thì nó sẽ rất là xấu. Cho nên tạm thời chưa chưa mua mới và theo dõi thêm chờ cái nhịp bật của cổ phiếu Novaland nha. Thì đó là về dòng bất động sản tiếp theo sẽ lấy một số cổ phiếu chứng khoán thì chứng khoán trong cái phiên vừa rồi thì có nhịp chỉnh thì mặc dù cái phiên thứ sáu vừa rồi nhịp chỉnh vôn không lớn À, thì đó là một tín hiệu tốt nhưng mà để cho cái vị nhóm chứng khoán có thể bật tăng mạnh lại trở lại à, Theo mô hình chữ V thì cũng khó tại vì trước đó cổ phiếu cũng rơi mạnh nè, vô lớn nè anh chị Thì nhịp này cũng coi như là nhóm chứng khoán đang có cái, cái cái xu hướng là tạo đáy à, và tạo đáy thành công rồi Nhưng mà cái vị mà cổ phiếu bật tăng mạnh nó cũng khó tại vì trước đó bị bán khá là rác Ờ, thì nhịp này mình sẽ tạm thời theo dõi thêm thì khả năng cổ phiếu sẽ tạo là một cái nền nó sẽ tạo là một cái nền ở vùng này để có thể trở lại xu hướng để nó hấp thụ lực cung phía trên thì nó mới thể trở lại xu hướng được thì đối với cổ phiếu VINDI thì mình sẽ theo dõi kỹ giúp em ở vùng giá quanh 63 nha thì nếu như cổ phiếu vẫn giữ được mốc này thì chị đã đang có hàng thì mình vẫn nắm tiếp được còn dạng này bắt đáy đối với chứng khoán thì em chưa có nghiệp vụ nha tại vì nó vẫn còn khá là nhiều cảm phía trên thì tạm thời mình theo dõi đối với cái lượng hàng có sẵn của mình thôi và chờ khi nào có tín hiệu cân bằng ổn thì mình mua nó sẽ phù hợp hơn Thứ hai là SSI cũng à, vậy thì mình sẽ chú ý kỹ giúp em ở vùng giá quanh 42 mươi 43. Thì nếu như cổ phiếu không gãy 42 thì mình vẫn giữ được. Và trong những cái phiên sắp tới thì nếu như cổ phiếu vẫn đi ngang và cái vôn hấp thụ, ở à, cái vôn nó cạn dần thì cho thấy áp lực bán nó yếu dần thì khi đó mình cân nhắc mua trở lại sau. VCI cũng vậy, VCI thì chú ý kỹ giúp em ở vùng giá quanh 55. Thì chiến lược đối với cổ phiếu chứng khoán nó sẽ giống nhau nha anh chị SS thì ở vùng giá quanh 39 bốn 40 nè Quanh 39 chú ý kỹ giúp em MBS, MBS thì ở vùng giá quanh MA200 là ở vùng giá quanh 31. BVS BVS thì so với các cổ phiếu chứng khoán khác thì BVS nó đang khỏe hơn đó chị. Thì những chị nào đang có hàng thì mình chú ý giúp em. À, nếu như cổ phiếu có những gì phục hồi về quanh 40 á thì mình có thể hạ một phần cho an toàn nè. Giá này thì vẫn giữ được. Nhưng mà nếu như phục hồi về quanh 40 á thì mình có thể hạ một phần cho an toàn. Tại vì vùng này là vùng cản tâm lý cũng như là trùng với đường năm 50 thì nó sẽ có có thể cá được chỉnh trở lại thì mình sẽ bán một phần và chờ cái nhịp chỉnh để cover lại hàng HCM, HCM thì chú ý kỹ giúp em ở vùng giá quanh 36 nha chị Quanh 36 là vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu Thì đối với những cái cổ phiếu chứng khoán thì những cái vùng hỗ trợ mạnh em đưa ra nãy giờ thì mình sẽ theo dõi những cái phiên sắp tới Nếu như các cổ phiếu này vẫn giữ được vùng hỗ trợ mạnh này và cái vô nó thấp dần, cổ phiếu đi ngang và vô thấp dần Thì khi đó mình có thể cân nhắc nhặt lại à, Còn cái việc cổ phiếu chứng khoán phục hồi mô hình chữ V thì nó sẽ khó nha Tại vì trước đó bị bán mạnh quá à, Cũng như là báo cáo tài chính quý 4 cũng đã ra rồi thì động lực trong ngắn hạn thì mình sẽ sẽ À, chờ những cái game tăng vốn sắp tới thôi xin nên mình theo dõi kỹ đối với nhóm chứng khoán à, cho những cái vị thế nắm giữ còn mua mới thì giai tạm thời theo dõi thôi chưa có vội mua mới Ờ, thì đó là về nãy giờ là nói về nhóm ngân hàng chứng khoán và bất động sản thì ba cái nhóm ngành chủ chốt trên thị trường giai đoạn này và khá là quan trọng thì tiếp theo cũng sẽ phân tích thêm một số cổ phiếu uh, dòng đầu tư công tại vì nhóm này em biết anh chị mình cũng rất là quan tâm thì mình sẽ chú ý một số cổ phiếu để mình mình uh, cân nhắc trong cái nhịp sắp tới Thứ nhất là cổ phiếu BLC này anh chị, BLC thì mình chú ý giúp em thì vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu sẽ là quanh vùng giá 47 đến 48. Thì à, thì nếu như cổ phiếu có nhịp chỉnh về quanh 47 x thì mình có thể cân nhắc thăm dò một phần vị thế được. Thì nhịp này đối với cổ phiếu BLC thì đang giữ xu hướng khá là ổn nè. thứ hai là KSB thì KSB thì nếu như cổ phiếu có nhịp chỉnh trở lại test trở lại quanh 42 thì vùng này mình có thể cân nhắc nhau một phần được đối với cổ phiếu KSB. C4G thì nhịp này cũng khá là khỏe lắm chị à, Nhưng mà lưu ý giúp em thì cái phiên thứ năm là cái phiên giao dịch không hưởng quyền Cổ phiếu thực hiện quyền 11 Cho nên những anh chị nào mình đang còn hàng mà để đã, đã được nhận quyền á, thì mình chú ý giúp em à, Mình có thể cân nhắc chốt một phần quanh giá 23 quanh vùng vần đỉnh cũ cái, cái phần hàng mà anh chị mình đang có sẵn á, thì theo dõi cái nhịp hương phấn này có thể chốt một phần cho an toàn à, Và chờ cái nhịp cover lại sau nha Thì mình đang có hàng thì mình chú ý giúp em Tại vì trước đó cổ phiếu vừa vừa điều chỉnh để chia thực hiện quyền 50-50 cho nên những phiên hưng phấn này thì mình có thể cân nhắc chốt một phần cho nó an toàn còn mua mới thì C4G dạng này chưa mua mới nha G36 thì đánh cũng rất là khó chịu đó chị thì nếu như cổ phiếu có nhịp chỉnh về qua 17 đến 18 thì mình có thể cân nhắc thăm vào một phần vị thế được đối với cổ phiếu G36 thì mình sẽ theo dõi trên nhịp chỉnh thôi nha còn giá này thì chủ yếu theo dõi hơn nắm hàng Licozy cùng với Licozy thì so với các cổ phiếu đầu tư công khác thì nhịp này nó hơi yếu hơn. thì tạm thời mình theo dõi thôi. Licozy thì nhịp này chưa mua mới vội, tại vì nó có cái cản khá là mạnh phía trên là quanh vùng giá 22 này. thì giá này à, nó đang gần cản thì mình cũng không có mua mới hay là mua gia tăng, nó không phù hợp. Bởi vì T3 về mình rất là dễ dính nhịp chỉnh. thì mình sẽ chờ cổ phiếu test lại quanh quanh uh, 19 8 đến 20 hoặc là chờ vượt hẳn 22 thì mình mua nó sẽ phù hợp hơn đối với cổ phiếu Licozy. FCN thì cái phiên hôm 20 tháng 1 vừa rồi thì cũng có cho room khách hàng bắt giá sàn để đảo hàng nè chị đây ngày 20 tháng 1 này giá sàn có thể bắt để cover và canh và sau đó thì cổ phiếu đã có hai phim phục hồi khá là tốt thì nhịp này nếu chị nào mà mua giá sàn trong cái phiên này thì khi mà cổ phiếu chạm về quanh 30 á thì mình có thể cân nhắc bán ra cái lượng hàng bắt đáy trước đó cho nó an toàn nha tại vì cái việc mình mua đó là để đảo hàng thì khi có giá tốt thì mình có thể thực hiện chốt còn giá này về mua mới thì em cũng không có chưa có khuyến nghị mua mới đâu tại vì sao tại vì à, hiện tại nó có cái cản mạnh quanh 30 thì khi mà cổ phiếu tăng về đây thì nó rất là dễ có nhịp chỉnh tại vì À, cổ phiếu rơi mạnh như thế thì cái lực cung phía trên nó sẽ có và khi cổ phiếu tăng chạm về những cái vùng cản thì nó sẽ có áp lực chốt lãi thì mình sẽ theo dõi thôi à, những anh chị nào có hai thì mình sẽ chú ý giúp em cái móc này để canh canh hạ còn mình mua mới thì mình sẽ chờ nếu như chạm về đây có nhịp chỉnh về quanh 20 uh, 27 này nếu như có nhịp chỉnh test lại đây thì mình có thể canh cover lượng hàng đã chốt hoặc là canh mua mới thì nó sẽ phù hợp hơn đối với cổ phiếu FCN HHV thì vừa mới lên sàn trở lại thì tạm thời mình có hàng mình vẫn nắm thôi Hỗ trợ mạnh của cổ phiếu sẽ là 26 để chị mình chú ý nha Còn uh, cái giá này thì chưa vội mua mới trở lại Mình sẽ theo dõi thêm vài phiên nữa Xem tín hiệu uh, cung cầu cổ phiếu như thế nào thì Khi đó mình mua nó sẽ phù hợp hơn đối với cổ phiếu uh, HHV thì đó là một số cổ phiếu đầu tư công dạng này thì mình chú ý những cái mốc em đưa ra. À hồi nãy dòng bất động sản của công nghiệp em quên cổ phiếu VCG anh chị thì mình cũng thể chú ý được đối với cổ phiếu VCG nha. Thì giai đoạn này đang dần cao quanh năm 50 là quanh vùng giá 49 nè. Thì nhịp trước cổ phiếu phục hồi nó vô nó cũng thấp cho nên nếu như cổ phiếu có nhịp chỉnh về là quanh 46 thì vùng này vẫn có thể canh mua được đối với cổ phiếu VCG nha. Thì mình chờ nhịp chỉnh thôi. Còn dòng dầu cái dạng này thì hầu như là qua điểm mua rồi, thì em cũng không có khuyến nghị mua nữa. Thì chị đang có hàng thì mình chú ý những cái mốc chặn lãi là mình đặt khoảng 5% so với giá thị trường là được Còn giá này thì ví dụ như dòng dầu BSR thì mình nhắc đi nhắc lại mua rất là nhiều ở quanh vùng giá 23 rồi Và luôn luôn có giá mua thì nếu như chị nào có theo dõi video thì mình đã mua được giá tốt rồi Thì nếu như mình đầu tư ngắn hạn á, thì chú ý giúp em nó có cái vùng đỉnh quanh 26 nha Thì mình có thể chốt lãi à, Đối với cái phần nếu như mình mua cho ngắn hạn thì mình cũng đạt 10% rồi Còn nếu như nắm dài thì vẫn nắm được chờ tín hiệu cổ phiếu vượt à, xem thử chạm về đây à, nó như thế nào để mình đưa ra quyết định gia tăng hay không còn nắm nắm dài thì vẫn nắm được cho dòng dầu còn nắm ngắn thì mình chú ý giúp em cái cản 26 Dòng bán lẻ thì cổ phiếu bé cổ phiếu bé thì nhịp này khá là ổn anh chị mình chú ý nếu như cổ phiếu có nhịp chỉnh về quanh 36 x thì có thể cân nhắc vị thế được đối với cổ phiếu bé còn về dòng điện dạng này thì chú ý ghét nè chú ý ghét được thì nếu như cổ phiếu có nhịp chỉnh trở lại hiện tại nó đang chạm cản quanh 23 x thì mình không mua thì nếu như có nhịp chỉnh trở lại quanh 21 x thì mình có thể mua được đối với cổ phiếu ghét ở thời điểm hiện tại thì đó là một số cổ phiếu muốn chia sẻ cho em anh chị mình trong video cuối tuần những cái nhìn nhận về các nhóm ngành trên thị trường để mình có cái góc nhìn thì nếu như chị mình thấy video của em hay video của em buổi thì có thể để lại cho em một like đồng thời là bấm vào nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video tiếp theo thì em mong qua những cái phân tích của em thì anh chị mình sẽ có được cái chiến lược tốt trong tuần mới thì anh chị mình nếu như em xin chúc cho anh chị mình có một phiên có một tuần giao dịch cuối năm thuận lợi và cần lưu ý giúp em là tuần tuần sau là cái tuần cuối cùng cái tuần giao dịch cuối cùng của năm nay, à, của năm, à, của để trước khi à, Tết nguyên Đáng thì đây là cái tuần giao dịch cuối cùng thì mình cân nhắc kỹ những cái vị thế mua mới tại vì rất là dễ à, phải nắm qua Tết cho nên mình cân nhắc kỹ giúp em nha em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.